tay đẩy ra cái chỗ đó. Mùi dừa thôi chứ mùi dưới mùi hơn mùi mắm tôm luôn. Bảy rồi.
nó đặt rồi. 2 năm. Rồi ăn thôi. Rồi. Đây. Kho hả? Kho hả? Ăn đâu, ăn đâu. Ăn đâu. Xong rồi, xong rồi. Ăn đâu ăn. Dạ. Không gì cái đóng quán gì rồi, cơ hội cuối cùng. Đi đi. Vô. Ê, qua đại ca thôi chào cà phê nha. Qua đại ca thôi chào cà phê nha. Anh xem video. Lên bảo đi về nha, đại ca thôi. Nó quay đó. Ơ, bên trong mà. Nó vô mà. Trong mất thời gian quá đi. 2-0. 2-0 là bên này coi thắng ra gì chưa.
ba. Mấy rồi? 1-3. Đó đi, cho lẹ đi, trong lúc có chưa ổn định đội hình leo đi. Ngoan. 1-1. Đi thôi. Năm mãi. Năm mãi. Năm mãi. Năm mãi. Năm mãi. Năm mãi. Yeah.
mặt vậy. Chưa? Còn có nữa mà, vậy? Yeah.
Rồi rõ ràng nha Việt. Ngoài không?
Chúng do cho yếm nhiễm chứ do bình thường là nó đập qua đó anh là phải chịu nha. Quán Quán